Rồi các bạn ơi, ú ủ, mấy chữ này nha. À các mẹ, các bố mà chúng ta tham dự, chúng ta có thể hoan hỉ là ngồi ở cái khu vực phía đằng sau tí nhá. Ở phía đó vẫn còn chỗ. Còn lại là tất cả các bạn này. Trên tay chúng ta cầm một cái hoa sen. Trong hoa sen có một cái cây nến. Các bạn thử xem mình đủ chưa? Ai chưa đủ? Ới thầy. Không tí nữa là không ới được đâu. Đủ chưa? Ừ, ngồi như... Ừ, bố mẹ ngồi dưới được. Ở khu đấy được, không sao. Dưới mưa ngồi gần đấy được. Và các bạn ở phía dưới này, có mấy bạn tóc dài đấy. Ngồi sát quá, lỡ tí nữa mà nó thắp nến cái nó cháy tóc thì sao? Ngồi sát ra. Ngồi xa ra, chứ không phải ngồi sát ra. Nào các bạn ơi, ngồi xa ra. Các anh các chị đi xem hàng nó thẳng chưa? Mấy bạn gái cứ muốn ngồi sát vào nhau như kia kìa, thấy không? Ngồi như thế tí nữa nó cháy tóc sao? Lỡ nó cháy tóc mà lại tóc nó cụt giống thầy lại xấu mất. Ngồi sát quá không được. Ngồi xa ra. Ừ. Ban nghi lễ đâu? Rồi. Rồi tất cả lưng trời ta trái phải Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, giờ phút này nơi chúng hội đạo tràng chúng con đã được ổn định và trang nghiêm, cho phép chúng con được cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ thân lâm để tổ chức lễ. Chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Đó. Các bạn nhớ nha, tí nữa là chúng ta sẽ niệm Phật kiểu đấy. Đây là nháp 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 nháp. Ừ. Nháp đấy, nháp để tí nữa chúng ta làm như thế cho nó đẹp, đẹp đội hình. Chưa có được live stream đâu nha. Ừ, khi nào ở trong kia là các quý thầy đi hết bắt đầu mình mới live stream. À, các bạn có thể xem lại trên trang Facebook chùa Tăng Phúc.com. Ừ, sẽ có live stream. Rồi, đất ta ngồi cẩn thận cả hư đèn. Rồi, hít sâu, thở nhẹ. Hít vào tâm tĩnh lặng.
thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Mình sẽ mặc nhiên thế này các bạn nhé, mặc nhiên. Hôm nay là chủ đề là Vu Lan báo hiếu, tức là tất cả những cái gì mà hôm nay chúng ta làm thật nhẹ nhàng. Để làm gì? Để có cái phước báu. Phước báu để làm chi? Để mình hồi hướng cho những người mình thân yêu nhất bằng lòng thành nhất. Nếu mà chúng ta tổ chức lễ mà nó ồn ào quá thì nó mất đi cái ý nghĩa của cái sự thiêng liêng. Cho nên là các bạn hạn chế nói năng. Nếu có nói thầm trong bụng, tự nói một mình, đừng nói với ai. Tự nói với mình là răng, tự nói với mình thế nào? Tự nói với mình là thôi, đừng nói chuyện nữa. Để tổ chức lễ xong rồi mình nói cả thể. Đó, tự mình nói với mình. Tự mình nói với mình, không ai người ta nói mình dồ hết. Mà người nào mà hay tự nói được với mình là những người đó thông minh lắm. Tức là luôn luôn biết tự nhắc nhở mình, luôn luôn biết tự mình nhắc mình. Lần nào mình tổ chức lễ, chó ở chùa cũng sủa gâu gâu. Đó. Nó cái tạp âm nó vào mất hay, đúng không? Đáng lý là phải sắm cho nó cái bịt mồm. Cái gì đó? Cái khẩu trang y tế. Mình gọi là khẩu trang y tế. Đó. Có cái than hoạt tính đấy, để bắt đầu là mình cho nó. Tại vì sao? Tại vì nó cũng rất thích, nó ham vui lắm. Những cái loại đó nó ham vui, nó rất thích được tổ chức cùng với chúng ta. Nhưng mà tại vì thầy nhốt nó rồi, hay là nó ức chế, nó trầm cảm, nó stress. Đó, cho nên là nó như thế. Nhưng mà thôi, không sao. Trời mưa thì kệ trời mưa, còn việc mình thắp nến thì đó là việc của mình. Đấy. Đố các bạn tại sao trời nó mưa? Tại vì trời thích mưa. Rồi tất cả các bạn, trời ta vừa nãy là xê nháp, bây giờ là làm thật. Rồi lưng trái phải. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định, thành kính xin được cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni đồng hoan hỷ thân lâm về đạo tràng để chúng con được tổ chức. Toàn thể các khóa sinh đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thế Ca.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Trái phải quay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các khóa sinh chúng ta vẫn cứ đứng. Thỉnh chư tôn đức an tọa. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức đại tăng. Trong khóa tu mùa hè lần thứ 3 từ bi hỷ xã hướng về đại lễ mùa Vu Lan báo hiếu tại chùa Tăng Phúc. Đêm hôm nay là đêm thắp nến tri ân cầu nguyện phúc báu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người còn sống được phước thọ tăng long, bồ đề tăng trưởng, những người đã mất nương nhờ phước báu mà được siêu sinh về cảnh giới an lành của chư Phật. Cho phép chúng con xin được thông qua chương trình lễ thắp nến đêm nay. Thông qua chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự nghi thức tâm linh đỉnh lễ Tam Bảo truyền đăng, hồi hướng công đức phúc báu cho tất cả các khóa sinh tham dự đêm thắp nến ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các khóa sinh, các phụ huynh học sinh thân mến, để cho buổi lễ được vuông tròn công đức, kính thỉnh chư tôn thiền đức đại tăng đồng hoan hỷ khởi thân cùng với tất cả các khóa sinh niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bà Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh chư tăng an tọa khóa sinh đất ta. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn thiền đức đại tăng. Thưa các phụ huynh học sinh, thưa các khóa sinh thân mến, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người nào muốn đồng thể như Phật, việc làm đầu tiên phải lo hiếu dưỡng song thân. Khi Đức Phật còn ở đời, Ngài đã từng dạy cho tất cả chúng ta, trong mỗi gia đình đều có hai vị Phật xứng đáng nhất mà chúng ta phải kính lễ và tôn thờ, đó là cha và mẹ. Nếu đời này ai đó vô tình bất hiếu với cha mẹ, thì mãi mãi những người đó không bao giờ ăn nên làm ra, hay có thể đem lòng thương quý mà giúp đỡ người khác. Đức Phật dạy, muốn giúp đỡ yêu thương, lo lắng cho người khác, thì trước tiên phải yêu thương, lo lắng cho cha mẹ của mình, lo lắng giúp đỡ cho họ hàng thân quyến, rồi mới có thể đem sự yêu thương đó đến cho người khác. Cha mẹ, họ hàng, thân quyến, ruột thịt, bản thân mình còn chưa yêu thương hết, thì khó lòng nào có thể yêu thương, giúp đỡ những người khác một cách vô điều kiện. Để tưởng nhớ công ơn như trời biển của cha mẹ và nhắc nhở lại những lời dạy quý báu của Đức Phật, được sự khích lệ của chư tôn thiền đức, chùa Tăng Phúc lại tiếp tục tổ chức khóa tu chủ đề Từ Bi Hỷ Xả lần thứ 3 năm 2018 hướng về mùa Vu Lan báo hiếu. Đêm hôm nay, tất cả chúng con long trọng tổ chức đêm thắp nến tri ân để cầu nguyện đến tất cả những người yêu quý của mọi người trong đây. Chúng con rất vui mừng, xen lẫn xúc động được cung đón chư tôn đức, được đón tiếp các bậc phụ huynh và đặc biệt là hơn 200 các khóa sinh đã tu tập khóa tu trong 3 ngày ở nơi đây. Kính bạch chư tôn đức, cho phép chúng con được nghiêng mình kính giới thiệu Đại Đức Thích Nguyên Thời, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Chúng con xin được kính giới thiệu Sư Thầy Thích Đồng Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, chủ trì trưởng ban tổ chức khóa tu, cùng tất cả chư tôn đức tăng ni có mặt nơi đàn lễ ngày hôm nay, cho phép chúng con được giới thiệu chung. Cùng với tất cả các bậc phụ huynh học sinh, các khóa sinh cũng có mặt trong đêm thắp nến tri ân, xin được nhiệt liệt chào mừng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, giờ phút này cho phép chúng con cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ hướng về nơi Tam Bảo để thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam Bảo và nghi thức truyền đăng cho tất cả các khóa sinh được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Khóa sinh trời ta,
và cứ nâng ngọn đèn trên tay, thỉnh chư Tôn Đức đồng hoan hỷ hướng về nơi Tam Bảo để niêm hương và bạch Phật. Cho tắt hệ thống đèn. Mời chú Khánh tắt hộ đèn hết. Có tắt quạt không? Tắt quạt luôn ạ. Tắt hết ạ. Tắt quạt cho nó khỏi tắt nến. Lúc nữa xong thì bật quạt. Thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dàng ngôi Tam Bảo thể trọn đời với đạo theo Phật pháp làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ bi gia hồn. Hôm nay tại chùa Tăng Phúc, phường Thường Thanh, quận Long Biên, thủ đô Hà Nội, ban tổ chức khóa tu mùa hè chú đệ từ bi hỷ xả lần thứ ba hướng về đại lễ Vu Lan báo hiếu. Chúng con một giả chi thành cùng khóa sinh thiết lễ thắp nến tri ân, nguyện cầu Phật nhập Tăng huy pháp luân thường truyền, cầu cho ông bà cha mẹ những người thân yêu còn hiện đời phúc thọ tăng trường, đã qua vãng được vãng sinh nước Phật, kinh nguyện Tam Bảo thường ở khắp mười phương, quang giang đàn tràng chứng minh công đức. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát, Hương Cung Giảng Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát thường hương. Thỉnh chư Tôn Đức dâng hương. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tương đẹp sang ngời dùng trang nghiêm, tất cả chúng con xin đỉnh lễ, chê tâm đỉnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chê tâm đỉnh lễ mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Chí tâm đỉnh lễ các bậc tôn thần khắp cõi hư không chứng minh công đức.
Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, thỉnh chư Tôn Đức nhận ngọn đèn từ trên bàn thờ Đức Phật, sau đó lần lượt truyền xuống cho tất cả các khóa sinh của chúng con được ân chiêm công đức. Các bạn khóa sinh nâng ngọn đèn trong lòng bàn tay để chúng ta sẽ đón nhận ánh sáng của chư Tôn Đức. Sau khi đã nhận được ngọn đèn từ trên bàn thờ Phật rồi, chúng con thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni đồng hoan hỷ thân lâm xuống phía dưới để truyền những ngọn đèn cho tất cả các khóa sinh của chúng con. Phật là anh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Cho ngọn đua xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương tựa bàn ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu. Đến lung linh đã bắt đầu cháy sáng cả một góc trời chùa Tăng Phúc chúng ta. Phật là anh từ quang soi lối con trở về, bạn nào nguồn pháp đã nhận được ngọn đèn sáng rồi hãy nhẹ nhàng ngồi xuống và luôn cầm ngọn đèn đó, giữ chặt ngọn đèn đừng để tắt các bạn nhé. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là.
thăm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gió chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương tựa bám ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn, nương tựa bám ngôi bao thoát khỏi đời bể dầu. Hãy luôn giữ chặt những ngọn nến và hãy luôn mong rằng những ngọn nến sáng rực rỡ đừng cho tắt. Chúng ta ví tất cả những ánh sáng đó cũng giống như là bố, như là mẹ của chúng ta. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng, mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khấn chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Sau khi đã truyền nến cho các bạn rồi, thỉnh chư tôn đức an tọa. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng.
con chắp tay xin ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khấn chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thơm tươi. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thơm tươi. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa tất cả các bạn khóa sinh, và trong giờ phút này xin tất cả các bạn khóa sinh hãy cùng hướng về màn hình để chúng ta cùng nhau xem một bộ phim ngắn nói về công ơn của bố mẹ, và chúng ta tự nghiệm lại chính bản thân mình xem có chúng ta ở trong đó hay không. Xin mời các bạn cùng nhìn để thưởng thức. Tôi là người tuyệt vời nhất, tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Này, tôi ghét mẹ tôi. Mẹ tôi là một người thô lỗ. Ê, con gái gì đi? Con mấy con gái mà đứng đây hoài vậy? Bác! Lúc nào mẹ cũng độc đoán. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác. Lúc nào cũng lôi thôi. Và bốc mùi. Đôi lúc, tôi cảm thấy xấu hổ. Mày ăn đó hả? Không có cá thì mày ăn cơm không cũng được mà.
nhiều quá trời á. Con chỉ muốn mẹ có người tán thán bà như những người mẹ khác. Con chỉ muốn chia sẻ những khó khăn mà mẹ chịu đựng vì con. Con biết là mẹ nghĩ tán thán bà luôn dành cho mình. Mẹ nghĩ tâm thân bà là dành cho những người phụ nữ khác may mắn hơn ngoài kia. Nhưng đối với con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Kể từ khi mẹ mặc chiếc áo này, bye.
吃饭一顿您给我做的饭呢。妈，等您老了，我天天做给你吃。Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được xem hai bộ phim ngắn. Một bộ phim là Con ghét mẹ, nói về một cô nữ sinh. Tại sao cô lại hay ghét mẹ cô? Vì mẹ cô là một người đàn bà luộm thuộm, dơ bẩn, đanh đá. Nhưng mà cuối cùng thì dù mẹ mình có bẩn, có dơ, có đanh đá thì vẫn là người mẹ đẹp nhất trong lòng của chúng ta. Bộ phim thứ hai chúng ta được xem tức là Bữa cơm trên thiên đường. Muốn nói rằng anh chàng thanh niên này cứ mãi miết chơi bời, để hôm, để đêm, để khuya mẹ vẫn chờ, vẫn mong, vẫn ngóng con mình trong những bữa ăn. Thế nhưng đến một lúc bữa ăn của anh ta chỉ có một mình, muốn có mẹ cũng không thể nào có được, vì lúc ấy mẹ anh đã đi rồi. Thế thì tất cả các bạn, các bạn thử xem mình có ở trong đó hay không? Thử xem chúng ta có hình ảnh của mình trong hai bộ phim đó hay không? Để rồi các bạn tự vấn trong lòng mình, sống làm sao cho thật xứng đáng. Ấy vậy mà tất cả chúng ta ở đây, người nào cũng nói rằng mình yêu bố lắm, mình yêu mẹ lắm. Nhưng mà thử hỏi, đã bao giờ các bạn làm một việc gì đó cho bố mẹ mình vui hay chưa? Hay lại toàn làm những việc cho bố phải buồn, toàn làm những việc cho mẹ phải lo? Thậm chí bố mình chỉ gắt mình một tí, mẹ mình chỉ mắng mình một chút, mình đã sanh tâm nổi giận. Thậm chí có những bạn giận bố giận mẹ, bỏ nhà ra đi. Nhất là con gái mới lớn, con trai mới lớn, chúng ta đòi hỏi vô cùng tận. Bắt mẹ phải mua cho cái này, bắt bố phải sắm cho cái kia, cho bằng bạn bằng bè. Nếu mà không được thì mình dãy nảy ra, mình nằm vạ ở nhà, nói rằng tại sao bố lại không thương con, mẹ lại không thương con. Để rồi chúng ta bất tuân lời bố mẹ, giao du với những bạn xấu, nhà cũng chẳng thiết. Có mấy ai trong chúng ta ngồi đây có một lúc nào đó như hôm nay, các bạn thử cầm cái ngọn đèn phía trước mặt mình, mình nhìn vào ngọn đèn đi. Ngọn đèn bây giờ đang sáng, rất là sáng, nhưng mà chút nữa đây nó sẽ bị tắt đi, bởi vì nó cháy hết rồi. Cháy hết rồi nó không còn cái gì nữa nên nó phải tắt đi. Bố mẹ chúng ta cũng vậy. Hôm nay tưởng chừng bố mẹ chúng ta còn khỏe, nhưng mà họ đã dành cả tuổi thanh xuân vì chúng ta đây. Thế mà chúng ta chưa một lần nào chúng ta nghĩ được rằng những gì hôm nay chúng ta có, những gì hôm nay chúng ta được là phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của bố mẹ. Cặp mắt các bạn đang sáng rực, đang ngời ngời như vậy đấy,
đánh đổi bằng đôi mắt dần dần mờ của bố mẹ chúng ta. Những mái tóc dài đen bóng mượt mà phải đổi bằng những mái tóc trắng, bạc trắng và khô ráp của bố mẹ mình. Da rẻ của chúng ta ngày càng hồng hào, đẹp đẽ trơn tru, đánh đổi bằng biết bao nhiêu là bàn tay, bước chân chai sạm. Chúng ta bằng bạn bằng bè thì bố mẹ chúng ta lại càng hao gầy, mỏi sức. Có thể dãi nắng dầm mưa, băng rừng, bản suối, cũng vì tất cả chúng ta mong cho chúng ta được miếng cơm manh áo. Ấy vậy mà các bạn cứ thử nghĩ xem, mình đòi hỏi vô cớ cực kỳ. Thế nếu mà một ngày nào đó bố mẹ chúng ta không đủ sức khỏe để lo cho chúng ta nữa thì sao? Hôm nay các bạn có thể đi về, vẫn có thể gặp bố mẹ mình khỏe mạnh ở nhà, chào một câu: bố ơi, con đi học về rồi. Mẹ à, con mới đi chơi về mẹ à. Nhưng mà lỡ sau này không còn bố còn mẹ thì những lúc chúng ta đi học, những lúc chúng ta đi chơi, chúng ta về nhà, chúng ta chào ai? Thế mà có những bạn ở đây, bạn đông lắm, bạn bè rất đông, tùm năm tùm bảy chơi bời với nhau. Có ai đó mà làm ơn cho chúng ta, chúng ta chịu ơn một người nào đấy, chúng ta cảm ơn họ vô cùng, cảm ơn rối rít, chúng ta thân thiết họ như máu mủ anh em. Ấy vậy mà bố mẹ chúng ta cho chúng ta cả một cái xác thân này, cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay chưa bao giờ chúng ta thua bất cứ một bạn bè nào. Đã có ai can đảm nói với bố mình, nói với mẹ mình rằng con cảm ơn bố mẹ chưa? Chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta làm cái việc gì mà có lỗi với thiên hạ, chúng ta ăn năn, chúng ta hối lỗi vô cùng. Nhưng mà đã bao lần chúng ta làm mẹ phải khóc, bao lần làm bố phải buồn, có ai trong các bạn đây nói một lời xin lỗi cho họ nghe chưa? Nếu chưa làm được những việc đấy, chúng ta là những con người chưa thật sự trọn vẹn. Các bạn ạ, khóa tu hướng về ngày Vu Lan báo hiếu mà thầy chủ trì ở đây cố gắng để cho các bạn được những giây phút tốt lành nhất, để một lúc nào đó các bạn nhớ nghĩ về bản thân mình, xem mình đã làm được những điều xứng đáng hay chưa. Nếu không thì chúng ta cần phải làm lại cuộc đời. Có những đêm trái gió trở trời, mẹ thao thức canh thâu vì sợ ta không ngon giấc. Có những ngày mưa dầm bão tố như thế này, bố chúng ta lại bần thần trong dạ, sợ sức khỏe của con không bảo đảm. Ấy mà chúng ta càng khôn lớn thì chúng ta lại càng xa với bố mẹ. Chúng ta đâu biết rằng dưới mái nhà kia, bố mẹ chúng ta vẫn ngày đêm trông chờ, mong con mình ở khóa tu học được những điều thật tốt đẹp, để về nó thay đổi những điều gì mà nó chưa tốt. Tại sao chúng ta ở đây tự lập được, chúng ta tự ăn, chúng ta dọn bàn, chúng ta dọn ghế, chúng ta rửa bát, chúng ta giặt giũ, sao ở nhà chúng ta không làm được những việc ấy mà vẫn phải bắt bố hầu, mẹ hầu chứ? Hãy thử xem ngọn đèn đó, nó đang cháy thật, thật đẹp. Giống như bố mẹ chúng ta đang có sức khỏe. Nếu mà chúng ta không biết được rằng
sức khỏe này của bố mẹ chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày không được như vậy nữa, thì chúng ta phải nên trân trọng, trân trọng những phút giây mà chúng ta còn đủ bố đủ mẹ. Ai ở trong đây mà mất bố hoặc mất mẹ, hoặc chúng ta mất cả hai rồi, chúng ta mới thấy thiếu thốn các bạn ạ. Tại sao chúng ta ra đường người ta có bố mẹ đầy đủ hết, tại sao mình vẫn thiếu một trong hai? Lúc đấy mình mới cảm thấy rằng cuộc đời này giống như mình mất nửa cuộc đời vậy đấy. Đến những lúc cho tôi tìm lại con đường, ngày xưa mẹ đã đến trường với tôi, cho xanh bờ cỏ mẹ ngồi, vàng tươi sắc nắng lưng đồi tiếng ve. Mẹ ơi, bóng mẹ là quê, để khi mệt lả con về náu thân. Thế thì những lúc mà chúng ta mệt mỏi, gia đình là nơi tốt nhất. Những lúc chúng ta phiền muộn ở cuộc đời, thế giới này có thể quay lưng với tất cả chúng ta, nhưng bố mẹ thì không bao giờ có như thế. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ sống một cách thờ ơ thế các bạn? Đó là vì các bạn vô tâm. Chưa bao giờ chúng ta một lần chúng ta nghĩ cho bố mình, chưa một lần chúng ta nghĩ cho mẹ mình. Chúng ta cứ bắt họ phải nghĩ cho mình cơ, phải muốn bố phải hiểu, bố phải chiều, mẹ phải chiều, mẹ phải hiểu mình. Nhưng đã ai hiểu bố hiểu mẹ chưa? Để rồi các bạn làm được những điều thật tốt. Các bạn phải vui. Hôm nay tất cả những bạn nào hôm nay ở đây mà còn đầy đủ bố mẹ phải vui lên. Chúng ta không được phép khóc, mà chúng ta cũng không được phép buồn. Tại vì chúng ta là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Và chúng ta phải biết trân trọng điều ấy. Còn những bạn nào chúng ta không đầy đủ cái niềm vui đấy, cũng không được phép buồn. Vì máu chúng ta đang chảy, da thịt chúng ta đang đầy đủ, huyết quản làm ra thớ thịt chúng ta đây cũng từ bố của mẹ mà ra. Miễn làm sao chúng ta sống cho trọn vẹn, để không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với bố mẹ mình. Như thế bố mẹ chúng ta dù ở nơi chín suối, thầy vẫn bảo đảm rằng họ vui khi biết được điều ấy. Các bạn hãy nhớ, hãy nhớ ngày hôm nay chúng ta có được cái cơ hội ở đây, trước hết là nhờ ơn thầy trụ trì. Thầy đã cho chúng ta những khoảnh khắc thật tốt, để rồi mỗi người trong chúng ta tự nhận thức lại bản thân mình. Thầy không muốn các bạn buồn, thầy cũng không muốn nhìn thấy các bạn phải khóc. Thầy muốn các bạn phải tự hào, vì các bạn đang là những đứa con thật ngoan. Chính vì chúng ta ngoan như thế thì chúng ta phải cố gắng thật nhiều lên, đừng bi lụy các bạn ạ. Những giọt nước mắt nhiều khi nó lăn dài trên má, nhưng cũng chưa là cái gì hết. Nếu chúng ta tu tập ở đây, chúng ta về nhà chúng ta vẫn cứ như thế, thì nó uổng phí những hạt châu. Chúng ta tự thầm trong lòng, tự thầm phải cố gắng lên. Hôm nay chúng ta được ngồi ở đây là sung sướng. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người, trong đó có bố mẹ chúng ta phải dầm mưa như thế trong suốt bao nhiêu ngày qua. Họ không dám nghỉ ở nhà một ngày nào, vì nghỉ thì sao? Nghỉ rồi lấy gì để có cơm, lấy gì để có tiền nuôi chúng ta? Do vậy chúng ta phải thấy được rằng bố mình vất bao nhiêu, mẹ mình nhọc bao nhiêu, thì mình càng phải ngoan bấy nhiêu. Hãy là những người trưởng thành,
chúng ta không còn nhỏ nữa. 10 tuổi đã nhận thức được rồi ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Đừng bao giờ vì những thứ phù phiếm bên ngoài quên mất bố mẹ mình. Tất cả các bạn thân mến, hãy cố gắng nhiếp trong lòng, giữ lưng thẳng, tâm thật nhẹ, mắt nhắm, để chúng ta có thể dành trọn những phút giây thật linh thiêng nhất, nguyện cầu cho bố mẹ chúng ta. Đồng thời mình cũng xin lỗi bố mẹ rằng những gì con từng làm cho bố phải buồn, những gì con từng làm cho mẹ phải âu sầu. Nguyện tất cả những lỗi lầm con gây, con sẽ xin chừa bỏ không bao giờ tái phạm. Để rồi hôm nay con sẽ làm một đứa con thật ngoan, một đứa con gái ngoan, một đứa con trai thật ngoan, để xứng đáng với tổ tiên dòng họ chúng ta. Lưng giữ bát đăng một cách trân trọng nhất, để chúng ta có thể nhớ về ơn nghĩa sinh thành của bố, của mẹ chúng ta.
Thank you.
ta sẽ đồng niệm Phật để dâng hết tất cả tâm thành hồi hướng cho bố mẹ chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A dâng đèn A Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức đại tăng, lễ thắp nến hướng về bố mẹ trong khóa tu từ bi hỷ xã lần thứ 3, chủ đề hướng về mùa Vu Lan báo hiếu. Đối với tất cả các khóa sinh chúng con đến đây đã được vuông tròn công đức, nguyện cầu có bao nhiêu công đức hồi hướng tất cả cho bố mẹ, ông bà, những người còn sống của tất cả chúng ta, nhờ đó mà sống vui, sống khỏe, tăng long phúc thọ, biết đến Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng. Đồng thời hướng về bố mẹ hoặc ông bà, những người đã mất, cũng nương vào công đức của chúng ta tu tập mà tội diệt phước sinh, sớm về nước Phật. Nguyện cầu pháp giới chúng sinh, kẻ mất người còn, đều trọn thành Phật Đạo. Hôm nay, mặc dù thời tiết không được như ý muốn, nhưng chúng con vẫn thay lời cho ban tổ chức, cũng như cá nhân của Sư Thầy Trụ Trì trưởng ban tổ chức, thành kính nghiêng mình, xin được tri ân cảm niệm công đức của Đại Đức trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm, thủ đô Hà Nội, cũng đã từ bi trở về để chứng dự
với tất cả các khóa sinh chúng con, nguyện cầu trên đại đức luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và viên mãn một hạ lạp trong mùa an cư năm nay, cũng như cầu nguyện cho tất cả ni chúng chùa Tăng Phúc luôn được an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Giờ phút này cho phép chúng con được cung dước chư Tôn Đức trở về nơi nhà tổ để thiền trà. Tất cả các bạn khóa sinh nhẹ nhàng trời ta. Ban nghi lễ cung dước chư Tôn Đức. Trái phải. Phật là anh từ con, soi lối con trở về. Nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên những gấm lụa. Đất ta xin được làm con